Xin chào các bạn. Hôm nay công ty công nghệ IPRO Việt Nam xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm máy điện thoại để bàn không dây modem của Panasonic với modem là KX-TGB110CXB. Đây là vỏ hộp của sản phẩm. Sản phẩm bao gồm chân đế, tay cầm không dây, dây lai điện thoại cắm từ ổ cắm âm tường vào chân đế, đôi pin, cục sạc nguồn và sách hướng dẫn. Đây là toàn bộ sản phẩm máy điện thoại để bàn không dây. Lên mặt trước của sản phẩm, mặt trước bao gồm những phím bấm chức năng và màn hình hiển thị. Đằng sau là khay gắn pin. Sản phẩm chính hãng của Panasonic. Đây là cốc sạc. Mặt sau cốc sạc có cổng cắm line, đường dây điện thoại từ đường dây âm tường vào. Thứ hai là cổng cắm nguồn cho cốc sạc. Ở đây là vị trí phát sóng không dây cho tay cầm không dây. Sách hướng dẫn, pin, dây, bộ nguồn. Toàn bộ là hàng chính hãng. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.